loạt thông tư sửa đổi chính sách, cổ phiếu ngân hàng nào hưởng lợi với một loạt các chính sách vừa ban hành như thông tư 02/2023, thông tư 03/2023 cùng dự thảo sửa đổi thông tư 41/2016, liệu liên kết ngân hàng, bất động sản sẽ được thả lỏng? Thông tư tháng 2/2023 quy định về việc các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng, và điều chỉnh lại cách trích lập dự phòng đối với các khoản vay trên. Chính sách có tác động gồm: áp lực trích lập dự phòng đối với các ngân hàng sẽ được giảm thiểu khi nợ tái cơ cấu sẽ được phân bổ trong tháng 2 năm 2023 và 2024. Tác động tích cực lên tâm lý của nhà đầu tư đối với các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản, vay tiêu dùng cao trong danh mục tín dụng như TCB, MBB, VTB. Đây là các ngân hàng đang đối diện với rủi ro trích lập dự phòng cao hơn so với các ngân hàng có mô hình kinh doanh an toàn, ít cho vay bất động sản, không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp trong thời điểm này. Thông tư tháng 3 năm 2023 đã hoãn thi hành khoản 11 điều 4 thông tư 16/2021, đồng nghĩa với việc tiếp tục cho phép ngân hàng được quyền mua trái phiếu doanh nghiệp có điều kiện kèm theo. Thông tư giúp thúc đẩy tăng trưởng cho vay qua việc mua trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn yếu và thanh khoản tại ngân hàng đang dư thừa, giúp tăng cầu trái phiếu và có lợi cho các ngân hàng hoạt động mạnh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp như TCB, MBB, VTB. Tuy nhiên còn tùy vào khẩu vị rủi ro, nhất là trong bối cảnh hiện tại các ngân hàng này cũng ưu tiên việc quản trị rủi ro, cân bằng chất lượng tài sản hơn là mục tiêu tăng trưởng. Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung cho thông tư 41/2016 điều chỉnh hệ số rủi ro khoản vay bất động sản của ngân hàng cũng được đưa ra. Dự thảo khuyến khích tăng cho vay các dự án phát triển bất động sản khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội theo các dự án hỗ trợ của chính phủ, gói hỗ trợ tín dụng quy mô 120.000 tỷ đồng. Nếu dự thảo được thông qua thì sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng VCB, CTG, BID trong bối cảnh NIM sẽ giảm khá mạnh trong điều kiện lãi suất đảo chiều, lãi suất cho vay sẽ giảm nhanh hơn lãi huy động do các ngân hàng quốc doanh vẫn đang tích cực giảm lãi vay hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn.